Nhưng mình biết là mình cho cái keo, cho cái dán này dính chưa? Dán này xong à. Nhưng mà hồi xưa lúc mà chị đầu tiên mà chị lúc mà Cường ở bên đây 30 mấy 40 năm là vẫn xài máy này hay là máy hồi xưa đơn giản? À, máy kia người theo máy xong nha. Ở đó đó đó, đây hồi xưa là cái xưa đó. Đó. Giống Việt Nam mình á. À đấy. Bây giờ đi nay hiện đại quá rồi. Bây giờ thì. Nhưng mà sao chị được giữ được mấy con chó từ trước giờ nhờ? Người khách nào cũng ham mấy năm xong mà. Dạ. Thì nếu mà làm như vậy thì chị quá nhẹ nhàng rồi. Đó thì mấy cái này là chị dán, cái khác thì nó mới thẳng vô thì mình không cần dán. Ờ, nó đúng cái khuôn nó vậy là, dạ. Là không có cần phải start từ đâu. À, đúng nó start cho mình luôn. Nó làm luôn. Từ nó start luôn. Thì xong rồi nó cắt chỉ cho mình luôn. Nó cắt luôn. Ờ. Nghĩa là làm sao mình làm đúng theo cái nó chỉ dẫn mình. À. À, hay ha. Đó, mình bỏ vô nó click cái là coi như là nó đúng luôn. Đúng rồi, xong rồi. Con như vô khuôn á. À, vô khuôn hết. À, rồi. Đó, đổi qua cái màu khác. Màu đen. Nó điền trước, nó điền nó dưỡng lần trước. Mà cái này lẹ lẹ mới gì? À, cái này lẹ lắm. Còn rồi. À, đúng rồi đó. Thì ở như vậy là anh Minh cũng chắc gì? Như vậy thì thật sự là bây giờ chỉ đến tuổi rồi. Nhưng mà có tính cái chuyện này là trai không cái gì? Thì ông cha nó làm đâu. Nói anh cha nó về đây đi. Nó đừng có chồng nó lên kia làm ngon nhưng mà nó phải làm. Nhưng mà bây giờ anh chị lớn tuổi 21 đâu có thể làm được cái cha gì được. Cái tuổi nào đó là mình phải sang đi sáng thôi. À, chứ còn mà bán máy thì buồn lắm, bán máy thì... Cha nó được tốt nhiên phải là máy cũng được. Cái này thứ hai là chị sang đi sáng thì nó có giá hơn là chị có bán máy. Cái là nó chị nó làm đất bồn vậy. Cái máy đất bồn. Để ra thì đẹp ha. Rồi cứ về vậy thôi, chỉ cứ đứng như vậy đi làm được cá.